Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Ân Thi đẩy mạnh xây dựng hạ tầng thu hút đầu tư. Huyện Tiên Lữ hoàn thành xử lý các bến bãi vật liệu xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê kè. Sở Lao động Thương binh và Xã hội nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Công an huyện Mỹ Hào ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ vừa tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến. Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến được thành lập gồm 42 thành viên, đều là những hộ có diện tích trồng vải lớn trên địa bàn xã. Tổng diện tích của hợp tác xã là 20 ha, trong đó 10 ha trồng vải lai trứng đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Đây là giống vải quý, quả to, mẫu mã đẹp, cùi dày, ăn ngọt và thơm, được bán với giá cao gấp nhiều lần vải lai u. Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến được thành lập với mục đích để các thành viên giúp nhau về khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng quả vải lai trứng, tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Sản phẩm của hợp tác xã đem đi tiêu thụ sẽ được đóng gói có tem mác ghi rõ xuất xứ, thời gian thu hoạch và một số thông tin khác. Từ đó, xây dựng nhãn hiệu vải lai trứng xã Phan Xào Nam được thị trường ưa chuộng. Hộ ông Hoàng Thanh Hải ở xã Bình Kiều, huyện Khoai Châu với mô hình trang trại kết hợp mỗi năm thu lãi trên 350 triệu đồng. Bằng việc tận dụng quỹ đất và được sự hỗ trợ từ xã, đến nay ông Hải đã chuyển đổi được hơn 4 mẫu đất với số tiền đầu tư trên 900 triệu đồng. Trong đó, 2 mẫu đất trồng nhãn bưởi diễn với 600 gốc, còn lại là chăn thả thủy sản kết hợp chăn nuôi gà đông tảo với hơn 5.000 con. Để giá bán được cao cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến với người tiêu dùng, ông đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị cũng như tìm đơn vị cấp giống và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi thủy sản của ông Hoàng Thanh Hải mỗi năm cho thu lãi trên 350 triệu đồng, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, từ huyện thuần nông, trong những năm qua, Ân Thi đã có sự chuyển mình mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ không ngừng tăng, với hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng hiện có và quy hoạch trong những năm tới. Cùng với quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ sẽ là điều kiện để Ân Thi đẩy mạnh thu hút dự án và đầu tư nhằm khai thác tốt thế mạnh của một huyện còn nhiều tiềm năng phát triển. Ngay từ năm 2006, công ty Farmet Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc đã chọn huyện Ân Thi là điểm đến để xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh của mình. Bởi doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng phát triển, nguồn lao động dồi dào, từ chỗ chỉ có 300 việc làm ban đầu khi mới đi vào hoạt động, đến nay công ty đã mở rộng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư tạo việc làm cho trên 2.000 lao động của các địa phương trong huyện với mức lương bình quân gần 7 triệu đồng một người trên tháng. Đây chỉ là một trong gần 30 dự án của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào địa bàn huyện Ân Thi trong những năm vừa qua. Dự án đi vào hoạt động đã góp phần tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ ở các địa phương của huyện Ân Thi. Các nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng phát triển, thu hút dự án và đầu tư của Ân Thi trong những năm tới. Cái thứ nhất là cái đường xá hạ tầng nó phát triển tốt ấy, thì cái chi phí vận chuyển, thế rồi cái giao thương đi lại nó cũng rất là tiện. Đấy là cái mà chúng tôi cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là khách hàng của chúng tôi họ có tìm đến với chúng tôi. Thì khi cái đường xá giao thông thuận tiện thì họ sẽ tìm đến với chúng tôi. Họ cảm thấy rằng nó gần gũi hơn. Đấy, nó thân thiện hơn. Công ty Format chúng tôi rất là tự hào vì là đã giải quyết cho người lao động ở trong địa bàn huyện Ân Thi có được một cái môi trường làm việc tốt và thu nhập ổn định. Để tạo sức hút cho các nhà đầu tư, công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng giao thông là hai vấn đề mấu chốt được huyện Ân Thi hết sức quan tâm thực hiện. Đường cao tốc, đường nối hai đường cao tốc và hàng loạt tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện được nhà nước đầu tư xây dựng mở rộng, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. Cùng với đó, với 4 cụm công nghiệp được quy hoạch là cụm công nghiệp Quang Vinh, Vân Du, cụm công nghiệp Phù Ủng, cụm công nghiệp Văn Huệ, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ. Trong đó đã có dự án đầu tư hứa hẹn sẽ tạo sức bật mới cho huyện Ân Thi trong phát triển công nghiệp dịch vụ. Lợi thế thứ nhất là về tiềm năng đất đai. Đất đai Ân Thi hiện nay quỹ đất còn rất lớn. Cái lợi thế thứ hai là Ân Thi hiện nay những năm gần đây
các hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông thì đã được củng cố và đã được xây dựng. Vừa qua địa bàn huyện Thi thì quốc lộ 35, quốc lộ cao tốc Nội Phòng, quốc lộ 8 và nối hai đường cao tốc Nội Phòng và tỉnh lộ 376. Thế thì mở cho Thi điều kiện để phát triển kinh tế, giao lưu, giao thương với các tỉnh bạn. Và lợi thế thứ ba nữa là cái nhân lực của Vân Thi rất là dồi dào và con người Vân Thi chịu khó. Dù là huyện phát triển công nghiệp, đô thị đi sau so với nhiều huyện khác trong tỉnh, nhưng lại giúp huyện Ân Thi khắc phục được những bất cập trong công tác quy hoạch để thu hút dự án và đầu tư đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là ưu tiên thu hút những dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Rõ ràng với những tiềm năng lợi thế của mình, huyện Ân Thi sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ trong tương lai không xa. Trong thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý các bến bãi vật liệu xây dựng không phép hoặc vi phạm các quy định về phòng chống lụt bão và đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Trên địa bàn huyện Tiên Lữ có 22 bến bãi vật liệu xây dựng, trong đó có 2 bến có giấy phép hoạt động, còn lại 20 bến bãi không có giấy phép hoạt động hoặc không nằm trong quy hoạch, tập trung ở xã Hải Triều 8 bến bãi, xã Thiện Phiến 6 bến bãi, Minh Phượng 2 bến bãi, còn lại ở các xã Thủ Sĩ, Đức Thắng, Cương Chính. Những bến bãi này trước đây đều do Ủy ban nhân dân các xã cho thuê thầu hoặc tự phát. Các vi phạm chủ yếu là chứa chất vật liệu sát chân đê, trên đỉnh kè, sát mép sông, sát tre chắn sóng. Thậm chí, nhiều bãi còn chứa vật liệu vượt quá quy định từ 3 đến 5 mét. Tình trạng trên đã gây bức xúc trong dư luận. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão, huyện Tiên Lữ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý chấn chỉnh hoạt động bến bãi đi vào nền nếp. Với 2 bến bãi có giấy phép hoạt động, huyện đã yêu cầu các bến bãi này thực hiện nghiêm việc chứa vật liệu xây dựng với khoảng cách chân đê mép sông và đảm bảo chiều cao theo quy định. Đối với các bến bãi không trong quy hoạch, huyện Tiên Lữ yêu cầu các xã thanh lý hợp đồng các bến bãi, dừng nhập vật liệu, giải tỏa vật liệu, trả lại mặt bằng, hạ thấp độ cao. Hiện nay thì từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 thì theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh thì huyện yêu cầu tất cả các bãi dừng toàn bộ các hoạt động và đặc biệt là kể cả cái việc vận chuyển vật liệu ra khỏi bến bãi thì cấm tất cả các xe có tải trọng trên 10 tấn được lưu hành trên địa bàn quận D của huyện Tiên Lữ. Trong cái trường hợp mà có vi phạm của các chủ bến bãi thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với hạt quản lý đê điều sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế ngay khi mà phát hiện. Đến nay, huyện Tiên Lữ đã giải tỏa được 11 bãi vật liệu xây dựng, thanh lý 5 bãi. Các bãi đã thực hiện hạ thấp độ cao, trả lại mặt bằng. Bên cạnh đó, huyện đã xử phạt 3 bến bãi với số tiền trên 140 triệu đồng. Hiện nay, tại xã Giả Trạch, huyện Khoái Châu còn tồn tại nhiều diện tích đất dôi dư xen kẹp ở các khu dân cư. Bên cạnh đó, hồ sơ địa chính trong một thời gian dài không được quản lý chặt chẽ, dẫn đến tiến độ xử lý đất dôi dư ở xã còn chậm. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, xã Giả Trạch mới xử lý được 8 hộ có đất dôi dư với diện tích là 368m², thu về cho ngân sách địa phương trên 232 triệu đồng. Còn lại hơn 20.000m², xã chưa xử lý được, tập trung nhiều tại thôn Vĩnh. Nguyên nhân là do xã chưa xác lập được nguồn gốc đất, có nhiều trường hợp vi phạm đất đai và việc xử lý tốn nhiều kinh phí khiến bà con trong xã không muốn làm. Bên cạnh đó, sự vào cuộc thiếu tích cực của chính quyền, quá trình thực hiện còn trì hoãn, không diễn ra thường xuyên liên tục, khiến việc xử lý đất dôi dư của xã còn chậm. Điển hình như hộ anh Lê Xuân Viên, thôn Vĩnh, có diện tích đất dôi dư là 189m². Hộ chị Nguyễn Thị Thép ở thôn Vĩnh có diện tích đất dôi dư là 110m² vẫn chưa xử lý được. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay đã có 8 trên 9 nhà máy cấp nước sạch đang triển khai lắp đặt, đấu nối để lấy nước thô từ hệ thống sông Hồng và sông Luộc để xử lý. Các nhà máy nước này trước đây sử dụng nước sông Bắc Hưng Hải. Tuy vậy hiện nay, các sông này ô nhiễm nghiêm trọng, vượt tiêu chuẩn nhiều lần, không đạt quy chuẩn QCVN08. Thực hiện giải pháp chương trình nước sạch tỉnh Hưng Yên đến hết năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay đã chuyển nguồn cho 8 nhà máy gồm thị trấn Lương Bằng, thị trấn Trần Cao, Hồng Quang, Tân Trào, Minh Tân, Quang Hưng, Phạm Ngũ Lão, Thuần Hưng lấy nước thô từ sông Hồng và sông Luộc. Riêng nhà máy nước Hương Đạo dự kiến sẽ hoàn thành chuyển nguồn vào cuối năm 2018. Do đang hoàn tất các thủ tục xin cấp phép thi công đường ống thu, trên địa bàn thành phố Hưng Yên
Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đang đầu tư xây dựng hệ thống thu nước mặt sông Luộc, thay thế hệ thống nước ngầm để xử lý cung cấp nước sạch cho người dân thành phố trước tháng 6 năm 2018. Như vậy, đến hết năm nay, trên địa bàn tỉnh sẽ không còn nhà máy cấp nước sạch lấy nước mặt sông nội đồng để xử lý. Để đảm bảo đường thông hè thoáng, trả lại cảnh quan cho khu vực thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, Công an huyện Mỹ Hào đã ra quân tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm giải tỏa hành lang giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông. Trước kia, trên quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra khá phức tạp. Người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi tập kết vật liệu. Các vi phạm làm che khuất biển chỉ dẫn dành cho các phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm mất mỹ quan của khu vực này. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Mỹ Hào phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường. Theo đó, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền các hộ dân tự giác tháo dỡ và chấp hành quy định. Với phương châm chỉ đạo quyết liệt xử lý dứt điểm, giải tỏa vi phạm đến đâu, quản lý chặt đến đó. Sau khi hoàn thành giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, Công an huyện Mỹ Hào đã bàn giao hiện trạng cho Ủy ban nhân dân xã Dị Sử quản lý, kiên quyết không để tái vi phạm. Rất nhiều địa phương của huyện Yên Mỹ hiện đang xảy ra tình trạng người dân đốt rơm rạ gây mất an toàn giao thông. Tại thị trấn Yên Mỹ, xã Trung Hòa, Liêu Xá, trên những cánh đồng, bà con nông dân đốt rơm rạ rất nhiều, làm khói bay nghi ngút ra các tuyến đường thôn xã và trên quốc lộ 39, làm giảm tầm nhìn của các phương tiện giao thông gây mất an toàn giao thông. Không những thế, rơm rạ cháy còn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Vẫn biết thói quen đốt rơm rạ của người dân đã có từ rất lâu, tuy nhiên ngày nay công việc này không còn phù hợp. Người dân có thể xử lý và sử dụng rơm rạ bằng nhiều cách khác, vừa mang lại hiệu quả kinh tế mà không gây ô nhiễm môi trường cũng như mất an toàn giao thông. Mặc dù chúng tôi đã phản ánh rất nhiều lần, nhưng tình trạng chiếm dụng mặt đường làm sân phơi thóc vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, đặc biệt ngay trên cả các tuyến quốc lộ. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 38B, đoạn qua địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, xã Đoàn Đào và Quang Hương, huyện Phù Cử. Hàng ngày có nhiều hộ dân lấy mặt đường để làm sân phơi thóc, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Quốc lộ 38B hiện nay lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn, cộng thêm lòng đường bị thóc lấn chiếm đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tai nạn giao thông xảy ra, đề nghị chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền và có biện pháp ngăn chặn để người dân không phơi thóc ra đường gây cản trở giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Tân Dân là xã có diện tích lớn nhất của huyện Khoái Châu, với gần 1.700 ha, dân số gần 15.000 người. Trong những năm qua, nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân mà các phong trào thi đua ái quốc tại địa phương thu được nhiều kết quả nổi bật. Việc giải quyết xử lý các điểm gợn về mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội của cán bộ chính quyền nơi đây được nhân dân đánh giá cao. Xóm Dạ trước kia vốn là điểm nóng về ma túy trộm cắp của xã Tân Dân và của cả huyện Khoái Châu, nay đã mang diện mạo khác bởi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã cùng với quần chúng nhân dân trong phong trào đấu tranh tố giác tội phạm. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng công an xã đã triệt phá bắt giữ trên 20 đối tượng nghiện, tàng trữ ma túy, giao cho cơ quan chức năng xử lý, góp phần làm giảm tình trạng trộm cắp và tệ nạn ma túy ở địa phương. Trước đây đi ra đường thì ma túy thì cũng thấy nhiều người nghiện, nhiều người qua lại đây. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn nữa. Ngày xưa là cái đây là nó là một dãy, coi là nhà ranh vách nát. Nhưng mà bây giờ nó như thế này thì nó là đổi mới quá nhanh. Công khai, dân chủ và lắng nghe ý kiến đóng góp chính đáng của quần chúng nhân dân, đây là điểm mấu chốt để Tân Dân có sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các phong trào tại địa phương như phong trào hiến đất làm đường, xã hội hóa xây dựng đường điện chiếu sáng tại các thôn xóm và đấu tranh ngăn ngừa các tai tệ nạn xã hội. Kết quả gần 30 km đường làng ngõ xóm được nhân dân và địa phương mở rộng bê tông cứng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Xã được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 200 triệu đồng một hecta một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng một người trên năm. Các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển tại địa phương như ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, tạo sân chơi luyện tập thể thao cho đến những ý kiến kiến nghị khác, nhân dân đều được xã giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư kéo dài. Đối với cán bộ xã Tân Dân là luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân và vì tập thể và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đối với Ủy ban dân xã Tân Dân thì đảng thì được đánh giá là một trong đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm, được tỉnh ủy biểu dương khen thưởng. Thứ hai là đối với chính quyền xã thì 10 năm gần đây là được Ủy ban nhân tỉnh công nhận là xã đạt chính quyền trong sạch vững mạnh tỉnh và xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Và hiện nay thì xã đang phấn đấu xây dựng đề án để là phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, mấy năm gần đây, Tân Dân trở thành xã điển hình của huyện Khoái Châu và một trong ba đơn vị cấp xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Xin cảm ơn các tập thể được khen thưởng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các công việc hành chính thời gian qua, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách cho người có công thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã được rút ngắn, đồng thời giảm sai sót trong quá trình triển khai. Hiện nay, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện 32 thủ tục hành chính giải quyết chế độ chính sách cho người có công theo cơ chế một cửa liên thông, như thủ tục xác nhận liệt sĩ, giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, giải quyết chế độ thương binh bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Các biểu mẫu quy trình thủ tục đều được niêm yết công khai tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện xã, hồ sơ được tiếp nhận triển khai đồng bộ chặt chẽ, thông suốt, đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục theo quy định, đảm bảo tính công khai minh bạch. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận trên 4.080 hồ sơ các lĩnh vực theo cơ chế một cửa và đã giải quyết trả đúng và trước hạn trên 3.760 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Nắm bắt được nhu cầu học bơi của các em thiếu nhi, huyện Đoàn Văn Giang đã phối hợp với Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 mở lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè cho 200 em trên địa bàn huyện tại khu bể bơi rừng cọ Eco Park Văn Giang. Đăng ký tham gia lớp học bơi miễn phí có 200 em trong độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi trong toàn huyện được chia làm 4 lớp. Mỗi lớp đều có các tình nguyện viên của huyện Đoàn Văn Giang và các học viên của Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 đã tốt nghiệp lớp bơi của trường phụ trách dạy bơi. Với thời gian 1 tháng qua lớp tập bơi, các em sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để phòng tránh đuối nước, đồng thời được tập luyện những kỹ năng thông báo cho người xung quanh khi gặp những trường hợp bị đuối nước. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, huyện Đoàn Văn Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện và được người dân đón nhận và tin tưởng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Đào Trường Sáng, thôn Trai Túc, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động tại địa phương và được tin tưởng giao nhiệm vụ là chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã. Tham gia Ban Chỉ huy quân sự xã, anh Sáng luôn duy trì trực nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong các đợt cao điểm các ngày lễ Tết. Trong công tác tuyển quân hàng năm, anh đã cùng với Ban Chỉ huy quân sự nắm chắc địa bàn không để sót lọt thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, thực hiện công khai dân chủ trong tuyển quân. Bởi vậy, dù là xã phát triển công nghiệp dịch vụ, nhưng Trưng Chắc luôn hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, chất lượng tân binh nâng cao qua các năm. Đồng chí Đào Trường Sáng với những cái cơ sở lý luận đã được học tập tại trường về áp dụng vào thực tế ở địa phương và đồng chí phát huy rất tốt, đấy, hoàn thành mọi cái nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự xã giao cho đồng chí, phát huy được cái vai trò chức trách nhiệm vụ của người chỉ huy, đồng thời cũng giữ tốt mối quan hệ giữa cấp trên, cấp dưới cũng như đối với ở nhân dân trong toàn xã. Không chỉ năng nổ với công tác xã hội, với đức tính chăm chỉ cần cù, anh Sáng còn phát triển kinh tế với khoảng 70 con lợn được chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 4 sào rau, 2 sào trồng ổi. Trung bình mỗi năm gia đình thu lãi hơn 130 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn,
Trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Ân Thi đưa nhiều giống lúa chất lượng cao vào sâu cấy ở vụ mùa. Hội cựu chiến binh xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ giúp nhau làm giàu. Anh Tạ Quang Chuyên, gương điển hình làm tốt công tác từ thiện. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.